Chị ơi chị, làm sao để biết người đàn ông yêu mình thật lòng ạ? Đàn ông yêu mình á? Dễ lắm, chỉ cần biết đúng 3 điều này thôi. Điều đầu tiên, đây cũng là điều nhạy cảm nhất, đấy chính là tiền bạc. Dù có ai nói với bạn ấy là bạn thực dụng hay là không thực dụng, nhưng mà thực sự ấy, thước đo của tình yêu của đàn ông được thể hiện qua sự hào phóng của anh ta với bạn như thế nào. Và vậy thì cứ có phải là đại gia thì mới có thể là thể hiện tình yêu được hay không? Thực ra thì không hẳn như thế đâu. Đồng tiền ấy thì chính là thứ mà chứng minh cho sự thành đạt của người đàn ông. Nhưng mà sự hào phóng của anh ta dành cho bạn ấy thì không chỉ được thể hiện thông qua cái cách anh ấy sử dụng tiền dành cho bạn. Nếu mà anh ấy yêu bạn và thực sự là muốn đầu tư lâu dài vào mối quan hệ này thì anh ấy sẵn sàng dành cho bạn tất cả những cái gì tốt đẹp nhất mà anh ấy có thể. Nhưng tất nhiên ngoài tiền thì còn có thời gian này, rồi tâm sức này, sự quan tâm của anh ấy dành cho bạn nữa. Và các chị em có thể là hoàn toàn đánh giá mức độ tình cảm của anh đấy khi mà nhìn vào những gì mà anh ấy dành cho bạn. Trái tim của anh ấy có thực sự đặt ở nơi bạn hay không thì hãy nhìn vào cách anh ấy rút ví khi đi cùng bạn. Hãy nhìn vào cái cách mà anh ấy dành thời gian này, dành sự quan tâm cho bạn. Và đây thực sự là một minh chứng siêu đúng đấy. Và hãy thử đoán xem điều thứ hai và điều thứ ba đàn ông không tiếc cho chúng ta đó là gì. Chị em hãy cùng bình luận ở phía bên dưới nhé.